À, xin chào cả nhà, khôi nhung là khôi tía, thậm chí là nó sẽ bị chết. Chữa về bệnh dạ dày rất là tốt ạ, không có được to cây lắm đâu. À, xin chào cả nhà, tôi là Lương Y Lý Thị Nụ, là phó chủ nhiệm hợp tác xã thuốc Nam họ Lý Ba Vì. Hôm nay tôi ra vườn thuốc để giới thiệu cho cả nhà được biết là về một cái vị thuốc chữa về bệnh dạ dày rất là tốt ạ. À đây, ở bên cạnh tôi là đây là cây lá khôi, cây khôi. Cái cây khôi này là có hai loại nhá. Đây là một loại lá khôi, đây là đằng dưới này nó tía này. Loại này gọi là lá khôi nhung, còn có tên khác là lá khôi tía. Cái này là nó chuyên đặc trị về dạ dày. Đó. Thì cái này cái tác dụng của nó thì là nó chuyên về tiêu viêm. Và nó cái cây này thì đặc điểm của nó là nó không có được to cây lắm đâu. Và cái cây của nó chỉ to hơn đây một chút xíu thôi. Và cái chiều cao thì cái cây nào cao nhất thì nó sẽ tầm từ 2 đến 3 mét. Cái điều kiện nó sinh trưởng thì thường thường là nó hay mọc ở những cái vùng núi mà có cái khí hậu là ẩm, phải có cái độ ẩm cao. Chứ còn nếu mà mình trồng ở những cái nơi nào mà nó độ ẩm nó thấp thì cây nó sẽ mọc rất là kém. Nó sẽ không mau lớn và thậm chí là nó sẽ bị chết. Vì cây khôi này là mình trồng là cũng khá là khó, cũng không phải là dễ lắm đâu ạ. À, về cái cây khôi này thì mình sẽ sử dụng tất cả luôn nhé, dùng cả thân, rễ và lá. Thế còn là những khi mình thu hoạch ấy, mình muốn là để cho cây nó mọc chiều cao, nó tăng trưởng tốt hơn thì mình sẽ thu hoạch vào cái lá trước. Những cái lá này thì mình sẽ ngắt những cái lá già ở bên dưới trước, còn những cái non này mình cứ cho nó mọc bình thường. Thì đến khi nào nó sẽ tầm cỡ từ 2m đến 3m, lúc đấy thì mình mới cắt cả cây và thu hoạch cả rễ luôn. Đó, thế còn là về cái phần mình bào chế thì cái cây này bào chế nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái lá và thân, rễ mình về mình rửa sạch và mình sẽ thái ra, thái lát mỏng. Lá thì mình sẽ băm nhỏ đi và phơi khô ở để với một cái nhiệt độ nó đừng có quá cao. Và cái này mình có thể cho vào mình sấy nhá. Ở đây cây này là nó có vị chua này, tính hàn. Cái này nó chủ yếu là về vào tạng can, tỳ vị. Có cái tác dụng điều trị trực tiếp vào dạ dày và đại tràng. Cái này là nó sẽ có cái bổ trợ về tiêu viêm. À, riêng một mình cái lá khôi này thì không phải là nó một mình nó có thể là chữa về hết được những cái bệnh đó. Thì trong ngoài cái lá khôi này mình sẽ cần phải kết hợp với nhiều vị thuốc khác. Ví dụ như là cái cây khổ sâm và cây lá tía, lá tím. Đối với những người bị dạ dày và đại tràng thì cái lá khôi này không phải là ai dùng những cái liều lượng đều giống nhau. Có những người thì là có tính hàn, có những người thì có cái tính nhiệt. Thì những người có tính nhiệt thì mình có thể là mình giảm bớt những cái vị thuốc khác nữa. Đó chứ không phải là tất cả là đều có giống nhau. Cho nên là nhà thuốc là bốc thành từng thang. Cho nên là mình có thể là điều chỉnh được cho từng người. Cây thuốc này thì nói chung là sẽ dùng được cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể dùng được. Chỉ có là cái liều lượng thì nó sẽ khác nhau. Thì cái này thì cần phải mình không nên là tự sử dụng ở nhà mà mình nên đến nhà thuốc để người ta tư vấn trực tiếp cho mình và người ta ra một cái liều lượng cho mình nhé. À, hiện nay thì nhà thuốc chúng tôi cũng có điều trị rất là nhiều bệnh, ví dụ như là dạ dày, đại tràng, gan và các loại u hạch. Nếu ai cần tư vấn và lấy thuốc thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.